Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bó sa cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Hoa Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với điểm bán mai Tết của anh Trọng, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số hương với lại mai Đại Lộc, Dảo Phú Tân, đa số là những hàng già mùa đế đẹp chuẩn ngủ chơi Tết luôn quý cô chú anh chị ha. À, bây giờ em xin mời cô chú anh chị mình vào xem nét giới thiệu mai hôm nay của anh Trạng với cô chú ha. Em xin chào anh Trạng ơi. Rồi, anh chào Phương ha, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Giang. Rồi hôm nay em dễ luôn mai mấy anh chị? Đủ loại ha. Mã số 51 là cây giảo siêu nụ hả anh chị? Bonsai để giảo siêu nụ giáng thú nha. Chị xem cái này ha. Thứ gì chịu nổi. Thú này hơi ốm nha. Cái này để bàn cái con cháu vô nhà xem. Trời ơi chú bắt mua cái này quá đẹp. Một bo nhưng mà cái đế dễ thương lắm cho chú anh chị, cây siêu nụ ha. Giảo siêu nụ. Quanh 13 thôi, chịu anh đó. Chiều cao là 55. Tàng ngang 58. Rồi cây giảo siêu nụ mã số 51 xin giao lưu cô chú anh chị mình là 700.000. Cô chú anh chị. Hàng quái dị cà nai anh chị. Đó để nè. Thấy gì chưa? Nút nụ là có nha cô chú. Trời ơi siêu nụ mà. Nè. Siêu nụ là phải có nụ chứ. Rồi. Rồi em gọi luôn nha. Mã số 52 là cây cúc thọ hương mini để bàn. Đó. Cái này để bàn hết sảy. Nút nụ thì khỏi cho luôn cô chú anh chị. Không giống đâu hoành luôn á. Hoành chính. Chiều cao 35. Ngàn 52. Rồi 52 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 350.000. Bự quen rồi đó, hoành nhỏ ngại nha. Ngại. Rồi thôi. Mã số 53. Rồi cây giảo siêu nụ. Là nút nụ siêu nhiều luôn quý cô chú anh chị nha. Cái này xù da me hết hết cái phôi luôn gì, chăm luôn ha. Để cái bự vô ngoài luôn gì. Cái này cũng giá được 4 hoa lớn nha cô chú anh chị. Xem là nó già cây nó lên nó u nặng cái gì hả anh chị. Đẩy luôn lên này cũng chiều cũng xuống luôn à. Hoành là 24. Chiều cao 67. Tàng ngang 76. Rồi mã số 53 xin giao lưu với cô chú chị mình là 1.400.000. Siêu nụ nó phải 51 1 triệu một lần. 51 hả? Cho phải 1 hả? Biết. Ông không biết, ông hỏi là thương. Hỏi nó không trả lời kìa. Nó luôn nụ đang chiều nay ta xuống sát một bữa coi. Dạ mã số 54 là cây giảo Bến Tre. À, siêu bông Bến Tre nha chị. Siêu bông Bến Tre ghép gấp túi quý. Phơm cao ha. Giảo siêu bông mà ghép gốc túi quý. Cái này xuống lá. Ghép được 3 bông mà bông lớn lắm. Này cô chú chị nào bên nay chốt em xuống lá em gửi luôn. Rồi. Bên nay 12 rồi hả anh chị? Nghĩa là bao đặt lá luôn đó hả? Bao đặt lá luôn. Này túi quý đế nôm luôn hả anh chị? Hoành 17. Chiều cao 1m40. Tàng ngang 90. 54 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.200.000. Dạ 1.200.000 nha cô chú anh chị. Em đứng xa xa anh nha, anh đang nhón nhón nữa. Đứng gần thì đâu thấy anh đâu. Nó lọt không, để chỗ nào mà nó tao bưng luôn rồi. Để một công để xuống nữa. Lọt mà. Lọt không. Mã số 55. Rồi cây giảo siêu bông bánh tre luôn anh chị. Rồi cái tàn thì tròn đều nha cô chú thấy rồi ha. Lúc nụ là ngon hồng lên nha cô chú anh chị. Siêu bông bánh tre này siêu nụ luôn vậy, nụ đều tàn nha ha. Đó. Này nó bị cái này mà nó bị lũa quá đá anh chị nhắc ha, bao đập. Hoành là 25, tổng cái hoành đế này là 55, chiều cao là 119, tàng ngang là 103. Rồi mã số 55, cây giảo siêu bông bánh tre này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. 1.400.000 nha cô chú anh chị, xem đến
ăn xay giùm em nữa. Chị Tân luôn á. Rồi, kéo bằng quay đó luôn. Mã số 56. Rồi, cây giảo thơm. Rồi, cái đế nó quá lắm á. Quá trời, cái đế nó lực luôn. Cây giảo thơm. Cái này như tập gym vậy đó. Đế nó lực lực. Có luôn chú. Là phải tự 22. Chiều cao 106. Ngang 90. Rồi 56 và giả thơm này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Giả thơm. Không biết. Trời. Đúng vậy con quay phim. Thì đã nó chết nhát, tao phải chỉ cho chết nhát. Mã số 57. Rồi, tiếp tục là cái giỏ bánh tre luôn nha anh chị. Siêu bông bánh tre ha. Siêu bông bánh tre nha cô chú à. Cái này ghép 4 mùa cho anh chị. Cái này mình lật lá luôn đúng không? Đúng rồi. Nói chung là cái lô này chắc lạc lá hết luôn cho anh chị. Cô chú chị mình chốt em lạc lá luôn. Tại vì bây giờ nói chung là cũng tới ngày lạc lá rồi. Đế, có đế, đẹp lắm chị. Quanh 19. Cao 117. Ngang 82. Mã số 57 xin giao lưu cô chú chị mình là 1.200.000. Dạ rồi, 1.200.000. Mã số 58. Đó, siêu bông bánh tre. Đế nè. Đế lên lên nè cô chú. Quanh 20. Chiều cao 103. Ngang 86. Rồi cây giỏ siêu bông bánh tre mã số 58 xin giao lưu với cô chú chị mình là 1.300.000. Dạ rồi, 1.300.000. Rồi mã số 59. À, 59 cũng là cây giỏ siêu bông bánh tre luôn chị ơi. Rồi cái này thì đế đẹp và đàn khá. Đế khỏi chê. Cái này hàng ghép già mùa luôn rồi, cái chồng ghép cũng khá là to nha chú. Một là bánh chèo, hai là con mua con gà đá này. 27 hoành. Chiều cao 108. Ngang 94. Mã số 59, cây giả siêu bông bánh tre này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Dạ 1.400.000. Canh dữ lắm canh. Canh dữ lắm. Mã số 60. Rồi, cây giảo thu đức nha anh chị. Cái này ghép gốc nhớt anh chị ơi. Cái này em ghép gốc nhớt liền gốc luôn ha. Cái này ghép cũng 6-7 năm anh chị. Nè. Liền luôn nè. Liền như cây ghim của chú anh chị này mình đem trồng đất là ngon lành luôn ha. Chơi tới xong thì trồng đất là mau phát nha cô chú. Quanh 18. Chiều cao 84. Tàn ngang 92. Rồi mã số 60 này xin giao lưu với cô chú chị mình là 1.300.000. Dạ. Mã số 61. Rồi, cái tàn trồng vô. Mã số 61. Rồi cây giỏ siêu ông bánh tre luôn hả chị. Tới này nè. Mấy cái nhỏ bên kia hả tới này. Nè. Cái nhà nữ đế thấy không? Cọp á. Thấy cái đẹp quá. Trời đất. Tao đẹp cái bút đẹp tô theo gì vậy? Nghe này, không. Cũ luôn ha. Giỏ siêu bông bánh tre. Đế nè.
Cái cũ đặt này là 34. Hoành là 20. Chiều cao là 95. Tàng ngang là 100. 61. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Dạ 1.400.000 với cô chú anh chị. Mấy bữa nay mắc cái chậu không biết ai lấy, giờ tôi biết người lấy rồi đó. Sao? Cái chậu nhỏ nhỏ này nè. Nóc lấy á. Mã số 62. Lấy bảnh gì hết tóc rồi được gì nè. Em rút họ lên. Chụp lên cái danh dòng đúng rồi. Mã số 62, cúc thọ hương nha chị. Thọ hương tàn thông. Dạ. Nút đủ cũng ok anh chị. Này chơi đủ cho Tết. Thọ hương thì nhanh lắm chị. Vì lật lá ra là nó bung nhanh lắm ha. Còn tao nó đẩy mày phải 8 cái đồng đơ là trồng coi như cái bành. Hoành là 22. Chiều cao là 116. Ngang là 103. Rồi mã số 62 cây giảo cây thọ cúc thọ hương này lộn. Cúc thọ hương này xin giao lưu với chị mình là 1.400.000. Quýu à. Chiếu. Cái ốc nè. 63. Mã số 63. Rồi cây cúc thọ hương anh chị. Dán trực tàn thông. Dán trực tàn thông. Đế nở. Rồi, đủ đốt thì khỏi chân cho đứa diễn hàng rồi hết nắng luôn nha. À, hết ý rồi. Cái nó quẹt sơ sơ cái nó quẹt mấy cái đế nó quẹt. Không. Quẹt quẹt quẹt. Cái này tàn đề mà đế có đế luôn nha cô chú anh chị. Một cốt tầng thông nha anh chị. Dạ. Cái cụ đế này là 39. Hoành 19. Chiều cao là 119 luôn. Tàng ngang rộng 94. Rồi mã số 63 cây cúc thọ hương này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Dạ 1.700.000 nha cô chú anh chị. Dạ 64. Mã số 64. Cúc thọ hương luôn chị ơi. Cái này cũng phong cao tàn thông luôn nha cô chú. Cúc thọ hương. Cái mai chứ mấy cái gì đâu mà sờ sờ vô. Đế thì đến nơi mà nó gom nguyên củ luôn nha cô chú. Cái củ đặt này là 30. Hoành là 20. Chiều cao là 1.4. Ngang là 105. Rồi mã số 64 cái thọ hương là xin giao lưu là 1.800.000 gì. Dạ 1.800.000. Mã số 65. Cây giảo rin. Cây giảo rin một cốt tàn thông. Nước nụ nhìn no tròn có vấn đề không? Có vấn đề chứ. Ú ù. Quá trời nụ luôn á. Mình là biết rồi. Em biết những người hả? Còn lên che chặt ra. Tưởng em biết làm hay à. Hoành là 23. Chiều cao là 130. Tàng ngang là 105. Rồi mã số 65 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000. Dạ 1.600.000 đó cô chú. Tàn kính mà siêu nụ ha. Mã số 66. Rồi đây là cây giảo nguyên đó nha anh chị. Cái này siêu nụ luôn nha. Lùng lực tan tròn đều. Nước nụ quá trời luôn cô chú anh chị. Cái này mỏi nách lá luôn nha. Tàn như vậy nha. Cái cốt cành nó lực lắm nha mấy cô chú. Ba cành nó bự hơn. Mình bắt con gọi cái ghe nào lớn lớn mà bắn rồi. Lớn nhịp luôn hả? Dạ đế là có đế luôn. Hoành là 27. Dạ.
chiều cao là 1m42 ngang 133. Rồi cây giảo riêng mã số 66, xin giao lưu cô chú anh chị mình là 2.400.000. 2.400.000. Mã số 67 là cây cúc bi. 67 cúc bi. Này đủ rồi. Cây này đến lực lắm. Cây sao để hết cố, trăm cây không có đường. Trăm cây có chỗ hơn anh nữa. Còn đế thì nó tròn hơn anh thì chuẩn bị nó chạy nở hoài rồi. Tại lúc nụ tròn mà sáng nụ luôn. Tính nó còn không còn hay vậy nó còn hả? Đi chị nướng mà. Hôm đó ông chỉ cái này mình ghé coi. Cái này đế VIP mịp luôn anh chị. Được đế nè. Đặt luôn á. Củ nở luôn đi cô chú. Ở đây 24 giờ. Có nhóc. Đâu? Chân mình. Rồi cái cũ đặt này là 45, hoành neo là 34, chiều cao là 109, tàn ngang là 127. Rồi cây cúc bi mã số 67, rồi xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 5.000.000. Vậy rồi 5.000.000 phải cô chú chị mình. Mà đâu phải chị chụp nào chứ. 8 là cây cúc bi dáng bay. Cái này cô chú chị mình sang cặp luôn ha, một cây chụp cây bay nha cô chú. Cái này cô chú chị mình mua về là thay cái chậu chữ nhật là hết sảy rồi ha. Là để lên chị. Để mình đập cái cô chú hết. Để tới tới miệng chậu luôn á. Công nghĩa là lực lực luôn. Rồi, 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 rồi. Không, hồi lật lá. Ừ, tổng mình đấy là 62. Hoành thân là 33. Chiều cao là 76. Tàn ngang là 80. Chiều dài tàn bay là 133. Rồi, mã số 68 cây cúc bi này xin giao lưu cô chú anh chị mình là 5.000.000 anh chị. Dạ 5.000.000 nhớ thôi chú. Rồi cây đây xuân cây nở một số hay nhỏ ha. Lúc nụ chơi tết rồi có nhớ cho cây chú cho tròn. Bỏ đi đi. Mã số 6. Mã số 69. Đó, 69 là cây cúc hoàng đế anh chị. Trời quá trời, cái cây nhìn nó lùng lụt luôn quá cô chú chị ha. Cây này đẹp từng chi tiết luôn anh chị, từ đế, từ thân, rồi từ nút nụ rồi ha. Cây này rất là sai nụ luôn á anh chị. Cây này bông bao bự anh chị. Chà bá luôn. Nút nụ rất là to tròn luôn nha. Cây này già mà nó ghép lớn lắm. Cây này cây nó bể xù anh chị. Dán thú. Mà mấy anh bán phôi thật gọi là thú xù. Đó, để nè. Cây ghép già mùa anh chị. Ba mùa ha. Liền chốt ghép chứ này. Mà khắc trên đầu nó nhíp chưa nè. Ừ, hơn ngón cây cái luôn. Hai cục bi. Cái này đi. Xin chú ra ba dòng nha. Tổng của nồi đế này là 60. Hoành là 33. Chiều cao 103. Tàn ngang 117. Mã số 69 cây cúc hoàng đế là xin giao lưu của chú chị mình là 5.500.000. Dạ dạ 5.500.000 của chú chị ha. Rồi mã số. Còn còn. Còn, còn hả? Gấp. Mã số 70. 70 cúc họ Hương. Rồi cúc họ Hương là hàng VIP luôn cô. Rồi cây này đế đẹp, thân đẹp anh chị. Thân lắc lượng anh chị, quái ha, này hàng quái anh chị. Rồi nhìn ừ. Cái tàn với cái đế thôi là nhìn đi không nổi luôn. Xem nè ha, à, lỗ nè, đó thấy chưa. Anh làm gì? Đế nè, là cái lỗ bự á, như là nó khoanh, khoanh như gắn vậy đó nè. Cái co nó rất là gắt à, đế nè, chị thấy không? Có lỗ nè hả? Cái này cho chú chị mình sợ xích vô đây xích lại nha. Chưa 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 mua trời ơi, chưa có bán. Thì cô chú chị mình mua về. Kiếm đường xích rồi. Quá trời cái đế luôn ha.
cái cơ này nó khác lắm nha cô chú. Cái tàn thì cứng tàn luôn nè. Cái này anh chị nói này nè, khi mà cái thân nó đế gì mà nó yếu anh chị nè. Nè, thấy không? Lắc luôn nè ha anh chị. Dữ lắm ha anh chị, cứng ha. Bao lắc nè. Anh chị xem nó. Không bao giờ rung rinh gì chân. Hoành là 22. Hoành đế là 78. Chiều cao là 1,5 m. Tàn ngang 125. Rồi mã số 70 này xin giao lưu cô chú anh chị mình là 5.600.000. 5.600.000. Cúc Thọ Hương. Nước lộ thì có dư chơi tết luôn à. Nước lộ đây. Tàn kính tàn luôn cô chú anh chị ha. Rồi mã số 70 là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị theo dõi ha. Chúc cô chú anh chị mình đón được một Tết an lành ha, hạnh phúc. Rồi em xin kính chào em lại. Em là Cánh Trạng, là Nguyễn Thị Trạng hả? Dạ rồi, em xin chào, hẹn gặp cô chú chị ở những lúc chia sẻ tiếp theo luôn ạ.